vì đặt vật dụng khắp không gian, chúng ta sẽ tận dụng những diện tích bị khuất như gầm giường, gầm cầu thang. Tất cả những không gian đó tuy thưa nhưng nếu biết tận dụng sẽ khiến không gian sinh hoạt thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta đều có thể dễ dàng thiết kế tạo nên những chỗ đựng đồ lý tưởng từ các ngóc ngách trong nhà, từ đó sắp xếp các vật dụng sinh hoạt phù hợp vào đó. Giá treo tường đang là một xu hướng mới thay thế cho những chiếc kệ công canh, giúp tiết kiệm tối đa không gian và tối ưu hóa nhu cầu sử dụng trong gia đình. Ngoài ra, việc sử dụng giá treo tường mang lại cho người dùng nhiều lợi ích như dùng trang trí với những thiết kế mới lạ và độc đáo, tạo điểm nhấn sáng tạo cho không gian. Người dùng có thể tận dụng nó để trưng bày đồ vật nhỏ, khung ảnh, chậu cây mini trong phòng khách, phòng ngủ hoặc dùng để sách, đựng lò gia vị, đựng mỹ phẩm. Tủ âm tường đơn giản là những mẫu tủ được thiết kế lùi sâu vào hốc tường với mục đích tiết kiệm không gian, được thiết kế và thi công theo yêu cầu của khách hàng. Trong thiết kế nội thất, tủ âm tường trở thành người bạn đồng hành, đặc biệt với những không gian sống có phần eo hẹp, chật chội. Với nhiều tính năng ưu việt, các mẫu tủ mới mẻ độc đáo được nhiều người lựa chọn cho ngôi nhà của mình. Với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, phong cách sống tối giản nên được ưu tiên. Trong đó, phương pháp dọn dẹp và phân loại là bước đầu tiên bạn cần thực hiện để giải phóng không gian nhà một cách triệt để. Thay vì để đồ nằm rải rác trong nhà, bạn nên phân loại từng món thành 3 nhóm: sử dụng thường xuyên, ít sử dụng và bỏ đi. Những món đồ dùng thường xuyên cần đặt đúng vị trí của chúng, đồng thời cân nhắc cất 2 nhóm còn lại vào kho hoặc gửi tặng, quyên góp cho người cần đến.